này là nhân vật Cây được thay đổi cực kỳ nhiều tại phiên bản OB37, bạn đã biết chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem Cây ở phiên bản OB36 và Cây ở phiên bản OB37 hồi phục máu xem bên nào khủng hơn nhá. Đầu tiên là Cây ở phiên bản OB36 mất khoảng bao nhiêu giây để đầy máu đây nhỉ? Tôi nghĩ rằng nó cũng rơi vào tầm khoảng 10 giây hồi được 50 máu, như vậy là 5 máu một giây nha. Nhưng ở tại phiên bản OB37, Cây hoàn toàn khác rồi. Cây bây giờ đã có thể hồi máu nhanh hơn, mạnh hơn với tổng thời gian là 10 giây 66 máu nha các bạn ạ. Tức là hơn 6 máu một giây, tăng hơn Cây cũ cực kỳ nhiều. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có được đó là vị trí của Cây cũ, xem khoảng thời gian hồi EP của nó như thế nào nha. Cây cũ hồi EP thì cũng nhanh đấy, rơi khoảng tầm 3 EP một giây, nhưng Cây mới thì còn có khả năng hồi EP còn kinh khủng hơn, đó là 3 máu 3 EP trong chỉ dòng 2 giây mà thôi. Và bên cạnh đấy chúng ta cũng bắt đầu nhìn tới đó là cái lượng EP mắc. Thì bên phía của Cây cũ ấy mắc là 250 EP, nhưng Cây mới thì mắc chỉ có 220 EP mà thôi, khá là thấp hơn so với ngày xưa đấy. Còn bạn thì sao? Bạn thích Cây nào hơn? Có một lại thêm một sở hữu sò lạnh cực đỉnh tại đây. Sò lạnh tản nhiệt của game thủ chuyên nghiệp, thiết kế gaming mát lạnh cực đỉnh, gọn nhẹ chắc chắn, siêu ưu đãi, siêu phải chăng chẳng cần lo lắng, sở hữu ngay. Hùng Cam, bình luận viên Free Fire số 1 Việt Nam.